Xin chào quý khách, mình là kỹ thuật bên FPC. Hôm nay mình xin hướng dẫn quý khách cách để thay miếng chụp đầu phun. Miếng chụp đầu phun của máy một đầu phun. Đây là máy một đầu phun IP2 tương tự nhau. Tất cả máy thay miếng chụp, tất cả máy đều hầu hết đều tương tự nhau. Thì cái miếng chụp mà làm thế nào để quý khách phát hiện được miếng chụp nó không còn tốt thì mình sẽ nhìn xung quanh gì à? Đây là miếng chụp này mình demo thì miếng chụp nó vẫn còn trong trạng thái còn vẫn dùng tốt, thì cái cạnh nó vẫn là ok, toàn bộ bốn viền là nó không bị sứt và không bị móp hay cong vênh. Trong trạng thái mà quý khách theo dõi miếng chụp ấn đầu phun ra đấy. Theo dõi cái miếng chụp này nó không còn trạng thái, cái viền nó không còn trạng thái tốt, tức là nó bị cong vênh hoặc bị sứt đấy, bị móp, thì đồng nghĩa với việc là con gà gạt mực cái miếng chụp này nó đã bị kém mà hỏng, cần phải thay thế để cái đầu in nó clear được bình thường. Thì các bước thay thế cái miếng chụp như sau. Mình lấy một cái tô vít bốn cạnh đấy, mình tháo bốn con vít xung quanh, thay thì quý khách tháo bốn con ốc vít của giữ mông mủ, xong tiếp đó quay nhấc cái miếng chụp lên. Thì nó có hai ống hút cái lối xuống motor hút mực để hút mực vào phun. Thì quý khách kéo rút mạnh cái dây ống ở dưới ống hút, rút sát chân tránh để đứt bị đứt dây và ống nó tương đối là chặt. Đấy, mình rút ra xong bây giờ mình thay miếng ủ mới, mình cầm một miếng ủ mới, à miếng chụp mới, mình lại tiến hành mình cắm lại. Thì quý khách lưu ý hai cái ống này cắm phải cắm thật chặt, chặt sát vào trong ống này để tránh lỏng thì dẫn đến là bị hở. À, thì không ủ được đầu phun và đầu phun lia không xuống mực. Ấn sát à? Sát chặt. Con đặt xuống, đặt xuống vị trí cũ. Vì dòng Ikeda mổ thiết kế là cố định nên là chỉ ốc vị trí thiết kế rất là chính xác, độ chính xác cao, nên là chỉ được việc tháo ra cắm lại, rút dây cắm lại dây và bắt lại ốc đúng vị trí là ok, rất đơn giản, trong vài bước là ta có thể thay xong miếng gạt được. Quý khách khi thay xong miếng chụp, quý khách sẽ thử là tiến hành là lia lại hút mực thử, nếu mực xuống bình thường quý khách tiết test được phun ra ok là đã hoàn thành quá trình thay miếng chụp được phun.